Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog tin Thi Thi. Hy vọng là những thông tin cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những giây phút thư giãn thoải mái cho quý vị và các bạn. Quý vị ơi, đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Chào mọi người, những người đang quan tâm đến vụ việc của bé Long tại trường Gateway. Hôm nay thì không định lên bài này, tuy nhiên thì Thi cảm thấy là nếu như mình không lên tiếng cũng đồng nghĩa với việc mình để vụ việc này dần chìm vào quên lãng. Mấy ngày vừa qua, quý vị cũng để ý và thấy rằng là tất cả những trang báo chính thống họ đều không còn viết về vụ việc này. Không phải vì phóng viên không còn gì để viết hay là người ta đã không còn quan tâm đến vụ việc này. Trên các trang mạng xã hội cũng có rất nhiều bài chia sẻ với những chứng cứ rất là hay, tuy nhiên thì tất cả đều bị xóa dấu vết chỉ sau một vài giờ đăng tải. Chỉ còn lại một số thông tin trên các kênh YouTube như của Thi. Vì vậy, hy vọng là quý vị sẽ cùng chung tay với Thi để cho vụ này không bị chìm vào quên lãng. Có một điều quý vị thấy không, khi mà người ta nhắc đến vụ việc của bé Long tại trường Gateway thì một cụm từ đi kèm đó là bé trai bị bỏ quên trên xe đưa rước. Thực tế thì có phải bé Long bị bỏ rơi trên xe đưa rước thực hay không? Hay chỉ là một cụm từ mà tự họ đặt ra và chúng ta lại nói theo? Ban đầu khi sự việc này xảy ra thì chúng ta đều nghĩ rằng bé trai tử vong trên chiếc xe đưa rước. Nhưng sau đó lần lượt những chứng cứ được phơi bày và chúng ta lại thấy nó mâu thuẫn và quá nhiều uẩn khúc. Vì vậy chúng ta mới nghi ngờ liệu rằng bé Long có thực sự bị bỏ quên trên chuyến xe rước hay không. Có rất nhiều bài viết đã đưa ra những giả thiết về cái chết của bé Long. Có bài viết cho rằng là bé Long đã gây gổ với bạn học trên xe buýt, sau đó thì bị tài xế dùng một vật cứng đánh vào đầu và không may bé xỉu tại chỗ, do đó thì gây nên cái chết của bé Long. Cũng có bài viết thì lại cho rằng bé Long đã gặp một sự cố là đánh nhau hay là ngã lộn nhào trong lúc chơi hay là trong lúc đi lên cầu thang trong trường. Tại sao cư dân mạng lại nghĩ ra nguyên nhân của bé Long lại liên quan đến xô xát đánh nhau hoặc là ngã? Đó là bởi vì người ta suy luận cái chết của bé Long từ những dấu vết trên người của bé. May mà phía bên gia đình nạn nhân đã thuê một cơ quan pháp y độc lập để khám nghiệm cho bé Long, còn nếu không thì chắc chúng ta sẽ không được biết về kết quả khám nghiệm tử thi. Bởi vì bên phía cơ quan công an họ không hề công bố ra. Những gì mà chúng ta biết qua báo chí trước nay đều do từ phía thân nhân của nạn nhân tiết lộ. Nói về kết quả khám nghiệm tử thi này thì Thi mới nhớ là hồi đầu trên tờ VN News họ đã đăng tải rất chi tiết về kết quả khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên sau đó thì không biết vì lý do gì nhưng mà họ đã sửa lại và rút ngắn gọn lại chỉ còn một vài dòng thôi. Và hôm nay thì Thi may mắn là tìm được bài viết gốc do một người đã copy lại để Thi đọc cho mọi người nghe nha. Kết quả pháp y ban đầu cho thấy là mặt trước nạn nhân ở bên phải có chút xây xước, da đóng vảy kích thước 1,3 x 1 cm, chân phải có một chút xây xước 2 x 1 cm đã đóng vảy. Mặt sau trong 1/3 bên trong chân phải có vết xây xước da nong kích thước 2 x 1 cm. Mặt ngoài bên đùi trái có vết xước da đang bong vảy kích thước 1,2 x 0,5 cm. Mặt trước 1/3 dưới cẳng chân trái có vết xây xước da nong kích thước 0.6 x 0.2 cm. Mặt trong 1/3 dưới cẳng chân trái có vết xây sát da nong đã đóng vảy kích thước 0.2 x 0.1 cm. Bên ngoài chân trái có một số vết xây xước da nong tiết diện là 4 x 3.5 cm đã đóng vảy. Mặt sau cẳng tay và bên tay phải có một vết thương tiết diện rất là lớn 18 x 5 cm đóng vảy. Hai bàn tay sẫm màu, mặt trước bên khuỷu tay phải có vết thủng da rạn nứt đường kính 0.1 cm. Vùng thái dương bên phía phải cách sau đốt ngón tay 1.5 cm có một số vết xây xước da nong kích thước 1 x 0.5 cm. Vùng liên mông không có dấu vết tổn thương. Sờ nắn kiểm tra hệ thống xương, xương cột sống, xương chậu, xương sườn, xương tay chân không gãy. Phần đầu thì có tủ máu dưới da, phần trèo phải kích thước 3 x 2 cm, tương đương với vết bầm tủ máu bên ngoài bị tổn thương. Hai bên thái dương không tổn thương, xương hộp sọ không tổn thương, bán cung không tổn thương, không có tụ máu ngoài, các mạch máu liền mạch, não thống nhất, quy mô não, tiểu não không bị tổn thương, không có máu tụ trong các thách não, các mô cơ dưới da, phần cổ không bị tổn thương. Lòng thực quản không có dị vật, lòng phế quản hai bên đều có dịch bọt xuất huyết, phần lạc cổ hai bên có nhiều dịch bọt xuất huyết, bề mặt tim có nhiều dịch vàng chảy máu. Ổ bụng không có dịch máu, các khoang ruột xung quanh người không tổn thương, tam tạng không tổn thương. Bên trong dạ dày có khoảng 50ml dịch màu vàng sẫm, được đem đi cùng với máu để làm xét nghiệm.
Quý vị thấy không, có rất nhiều những vết xay xước trên khắp cơ thể của bé Long, từ mặt, cổ, đầu, tay, chân. Tuy nhiên thì sau này báo đã sửa lại chỉ còn viết là có một vài vết xay xước, chứ không viết rõ giống như ban đầu, giống như thầy vừa đọc. Rõ ràng là trên cơ thể của bé Long có quá nhiều những vết xay xước từ đầu, cổ, tay cho xuống tận dưới chân. Nếu nói rằng trong quá trình tìm cách thoát khỏi chiếc xe, bé Long đã tự làm mình thương thì cũng không được hợp lý. Bởi vì có quá nhiều vị trí trên cơ thể của bé bị thương, thậm chí có một vết thương ở tay khá là dài tới tận 18 cm. Và có một phần vết thương ngay đầu phải khá là nặng, khoảng 3 x 2 cm, nhưng mà bị bầm bên ngoài và bị tủ máu phần bên trong luôn. Đó chính là lý do mà người ta nghĩ nguyên nhân dẫn đến tử vong của bé Long phải do tác động từ bên ngoài. Bé mới đi học những ngày đầu thôi, cho nên thì nghĩ là bé gây gổ đánh lộn với bạn chắc không có. Có thể bé hiếu động nên bị té ngã lăn cầu thang chẳng hạn, hoặc cũng có thể có một công trình nào đó trong trường đang làm dở dang và đã vô tình đổ sập lên người của bé Long. Nói đến trường hợp này thì lại nhớ đến trường hợp tại một trường đại học cũng ở nước mình thôi, xảy ra cách đây cũng không lâu lắm. Tuy nhiên thì xin phép không nhắc tên trường ở đây. Lúc đó thì một bạn sinh viên đã bị một khối bê tông ở giữa hai tòa nhà rơi trúng người và tử vong. Ban đầu thì nhà trường cũng thông báo với gia đình của nạn nhân rằng là em này tự tử nhảy trên lầu xuống. Nhưng mà rất tiếc cho nhà trường là lúc đó có quá nhiều các bạn sinh viên khác có mặt tại hiện trường. Họ đã chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc này. Vì vậy nhà trường không thể nào ém đi được. Thì hy vọng là vụ việc của trường Gateway cũng sớm được làm sáng tỏ để gia đình còn biết chính xác vị trí bé tử vong là ở đâu. Quý vị biết không, gia đình của bé Long đã làm lễ cầu siêu cho linh hồn của bé tại vị trí chiếc xe đổ trong sành ký túc xá. Nhưng mà nếu như trường hợp bé Long không thực sự tử vong trên chiếc xe, thì có thể linh hồn của bé lại đang vất vưởng một nơi nào đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là mẩu tâm sự trên sẽ giúp cho quý vị có những giây phút thư giãn. Quý vị ơi, hãy nói lên cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Quý vị có thể nhấn vào đây để chúng ta xem tiếp những mẩu chuyện khác. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.